ở chiếc xe màu đỏ này. Nên ra thanh lý bước xe màu đỏ là 4 triệu rưỡi các bạn này. Rất là rẻ luôn. Chiếc xe này khi tân đổ lên là gần 9 triệu các bạn. Đổ chiếc xe này gần 9 triệu, hiện tại tân để lại chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Đó, bạn nào thích chiếc xe này thì bấm like cho tân nha. Đây tân cho các bạn xem cái kit của nó, kit gần đó, xem kỹ nha. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, chiếc xe này rất là đẹp, không chê đâu được. Về là chạy hơi có luôn điều khiển pin, bánh xe là bánh xe béo, bánh xe mập. Bánh xe này phù hợp để mình chạy đường địa hình, đường cát và những cái đường mà trơn trượt khó đi, nó bám rất là tốt. À, mình về mình thêm pin cho mình chạy, tại vì tân là có đầy đủ điều khiển rồi, về mình chạy luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thì các bạn nào thích chiếc xe nào, dòng nào thì inbox cho tân nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.